Các chị ông thấy cái áo này không? Cái áo này là mua mua ở Việt Nam xuất khẩu từ bao nhiêu tháng năm trước? Phú Tương Quân, Lý Thứ Nhất Thiếp xin tả lỗi. Mua cái áo này ngày xưa đó. Mua 10 năm rồi mọi người. Cái áo này mua 10 năm rồi. Hôm nay tự dưng thấy nó sót ở trong cái tủ. Cái gì đấy? Chạy thả tim đi bà đây, bà đây. Bà kiếm đi, bà thả tim đi, bà nói tôi nghe coi nào. Gì Ôi dồi. con béo mà Cái không gì? thấy con béo hả? Bởi vì mẹ biết con là nặng rồi, Ừ. nhìn người gầy vậy thôi chứ nặng lắm á. Ôi dồi. Là sao? Có nghĩa là mẹ nhìn người con nặng vậy thôi chứ nặng lắm á. Nặng lắm à? Dạ. Ủa mà mẹ ơi, mẹ vừa mới Mẹ vừa xịt keo. Con chào mọi người đi, mọi người chào mọi người nói gọi kiến kìa. Hello. Ôi cái gì sợ? Coi chỗ đùa đâu Kiên. Sao vậy? Không biết thì làm sao? Con nhỏ mẹ. Hello mọi người nha. Mẹ biến thành một người đàn ông mặc váy mà con này làm sao vậy? Mẹ phải là phụ nữ, mẹ không thể là con trai, không lẽ mẹ là bố Trang à? Bố Trang à? Mẹ là bố Trang kìa mọi người. Còn ba là mẹ Long à? Mẹ Long Minh nha. Yêu em. Mẹ. Ôi, mẹ ơi. Mọi người qua pay bún đậu cô Khàn giùm em nha, bên bên TikTok qua pay bún đậu cô Khàn nha. Tại vì đang live stream mà có cái biển đằng sau nó sẽ xóa. Bye bye cả nhà. Nào đứng dậy cho mọi người con chào mọi người, con nói mọi người xem mà con đang thích ai. Con đang thích ca sĩ nào mà từ chiều đến giờ con làm khổ mẹ. Chú Cao Thái Sơn và chú Ezik. Rồi sao nữa? Con muốn gọi chú Ezik bây giờ bởi vì vừa gọi chú Cao Thái Sơn xong. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa là mẹ cho con gọi đi, con muốn gặp lắm rồi đi mà mẹ ơi. Mẹ là chú Eric rồi, chú đi show rồi. Xôi gì vậy mẹ? Đi show hát đó con. Thế sao mẹ không đi xem? Trời ơi, mẹ nghe trên YouTube được rồi. Tiền đâu ra mình mua vé để xem. Đấy lại phá hoại rồi. Sao đi mẹ? Cái gì mẹ yêu? Sao đi mẹ? Sorry mẹ yêu á. Ủa mà mẹ ơi, Rồi. mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang live stream để bán hàng. Mẹ bán ngàn sao mẹ không đang nhậu đi? Lúc nãy mẹ vừa gọi xong mà. Mẹ đi ăn nhậu mẹ phải trang điểm make up chứ không mấy chị BD à, mấy bác cô chú BD dạy chặt mẹ thì sao? Chặn mẹ thì bây giờ ăn nhanh nhanh xong rồi con ra chặn lại mấy chú ấy luôn. Chặt người ta gọi là ăn mặc đẹp với make up đẹp ấy, chứ không phải chặt là chặt gì. Con nghĩ ai chặt được mày em? Con nghĩ là ma chồng chặn được con luôn, trên lớp chiều cường sáu nhìn mặt ma Ơ thế mày hỏi thật là con ăn xong bát cơm chưa? Chợt quên à? Con chào mọi người đi, đi ăn cơm đi. Trời thần thiên địa. bé chín cho mọi người nha, bé chín cho Nói nhỏ quá không ai nghe cái bé chín gì. cho mọi người nha, bé chín đi ăn cơm này. Giờ đi ăn nhậu đi mấy chị. Mọi người thấy mặc bây giờ mọi người giùm em cái là em mặc cái áo này đẹp không? Đây. Em đứng cho mọi người xem là em mặc cái áo này đẹp không, mặc quần jean này áo này có đẹp không, mọi người nhận xét cái xem có bị bê chặt không. Em vừa hỏi chồng em bảo là mặc cái áo này xấu quá. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Bụng hơi to. Quần jean gầy đi mấy phân rồi. Mọi người thấy em mặc cái này có đẹp không mọi người? Mọi người comment hộ em cái để em đi nhậu. Đi nhậu này này, bây em sẽ ăn gian, các chị hiểu không? Em sẽ ăn gian. Uống bia em sẽ ăn gian. Mọi người xem là em mặc cái bộ này là có ok không hay là ố dề. Trời thần thiên địa. Đó, em là một người như vậy đó mấy chị. Còn viên thải độc gan này này, một hộp này 865.200 viên nha. Hôm nào nhậu thì sẽ uống 2 viên. Hôm nào em không nhậu mà nhậu cỡ em nhậu 20 lon đấy. Em nhậu 20 lon là ngày em uống 2 viên. Còn em mà chỉ nhậu sương sương 5 7 lon thì em một viên. Còn các chị cũng vậy. Các chị uống ví dụ tháng này các chị uống mỗi ngày một viên. Đó, ví dụ các chị cảm thấy rằng là mình ăn uống cái lá gan của mình nó bị chịu đựng quá nhiều dầu mỡ rồi những cái chất độc hại từ thực phẩm, thức ăn, nước uống vào, phải lọc gan.
các chị uống cái này. Em này, em chỉ bán cái em uống với mấy chị nha. Lưu tâm là em chỉ bán cái em uống nha. Các chị phải thông cảm là trên thị trường ấy, người ta bán nhiều thứ lắm nhưng mà người ta không xài. Còn em là chỉ bán cái em xài thôi. Để mấy hôm nữa em đi kiểm tra sức khỏe rồi em công bố cái chỉ số sức khỏe cho mấy chị dòm. Mà các chị nhớ không, mình phải đi kiểm tra sức khỏe nha mấy chị. Mình phải đi kiểm tra sức khỏe liên tục nha. Các chị có đọc báo có thấy vụ tỷ quả tỷ phú không? Đến khi mà giàu như vậy nhưng mà công việc bận quá không đi kiểm tra sức khỏe, nghĩ là mình ăn uống đầy đủ, đến lúc mà kiểm tra ra thì ung thư giai đoạn cuối toạch. Mình chả giàu chả phải tỷ phú, mình muốn sống lâu thì mình phải kiểm tra sức khỏe. Vâng, chị An Kiều, chị uống viên bổ phổi nha chị. Nhiều người lại cứ đợi chỉ chăm chăm mua quần mua áo mà chả mua cái gì để chăm sóc sức khỏe. Em chỉ khuyên với chị này, sức khỏe là cái cần phải quan tâm nhiều hơn. Sức khỏe là cái các chị phải quan tâm hàng đầu, sau đó nha mới quan tâm đến việc mình mặc gì, mình đeo gì, mình xách cái gì. Đừng bao giờ bỏ quên đi cái vấn đề kiểm tra sức khỏe nha. Cái này chỉ khuyên thật các chị thôi nha. Các chị mua cái gì cũng vậy, các chị mua cái gì cũng vậy, định xài tiêu xài cái gì là phải như vậy. Đó, kể cái lông mày xương xương. Em chỉ khuyên mấy chị là cứ phải gọi là mình sống lâu mình còn chăm con mình được các chị. Mình chăm sóc con mình được, cha mẹ mình được, người thân mình được. Chứ mình toạch rồi mình chăm sóc cái gì. Em bán nhiều thứ nên các chị mua cái gì em chả có lời. Nhưng mà em chỉ khuyên các chị thôi, sức khỏe là cái ban đầu. Sức khỏe là cái đầu tiên các chị phải tự quan tâm đến bản thân mình. Ăn ít thôi cũng được, ăn ít thôi cũng được, mặc đồ đẹp ít thôi cũng được, nhưng phải mua những thực phẩm chức năng hoặc là tập thể dục. Có hai thứ các chị cần phải làm: tập thể dục và kiểm tra sức khỏe nha. Phụ nữ bây giờ ấy, phụ nữ hay đàn ông bây giờ, chúng ta không còn thiếu thốn về cái ăn cái mặc nữa các chị. Nhưng em chỉ muốn truyền tải một cái năng lượng tích cực, một cái suy nghĩ tích cực từ phía em đến với anh các chị. Nhà em thì từ đồ thời trang, quần áo, giày dép, túi xách, hay là kính mắt, hay tất cả những thứ về thời trang em đều có thể bán. Em bán về thực phẩm chức năng, về những cái sự hỗ trợ cho sức khỏe. Nhưng em chỉ khuyên các chị là chúng ta không còn đói kém. Bây giờ hiếm ai còn bị chết đói lắm. Nhưng mà việc đầu tiên em khuyên các chị là phải quan tâm đến sức khỏe nha. Các anh các chị trước khi định mua một cái túi, một cái kính, một đôi giày, các anh chị nghĩ lại đi, đặt tay lên trán nghĩ này. Trong cuộc sống hàng ngày của mình đang uống những thực phẩm chức năng gì để hỗ trợ cho sức khỏe. Rồi chị nghĩ này, nếu như chị hàng ngày phải đi xe máy đi làm, ngửi hít những khói bụi, các anh chị đang làm việc trong môi trường quán bar vũ trường, từ hít bóng cười, hít đá, hít ke, các anh chị phải nhớ là cái môi trường công việc của mình nó đang làm tổn hại sức khỏe vùng nào cho mình. Thay vì định mua cái váy, cái áo mới, cái kính mới, cái túi mới, thì hãy mua thực phẩm chức năng để hỗ trợ cho những cái bộ phận trên cơ thể, bộ đồ nội tạng, bộ đồ lòng. Các anh chị nhậu cho lắm vô, định mua cái kính đeo thì mua cái này trước, phải mua cái bổ gan này trước. Cái lá gan mà hỏng mà pheo thì đời các anh chị về chầu ông bà sớm nha. Cái lá phổi của các anh chị bị sơ phổi hay bị viêm phổi hay là bị những cái gọi là về ung thư phổi là các anh chị về chầu ông bà nha, là mua cái viên bổ phổi, ok chưa? Cái bộ đồ lòng á, cái dạ dày của các anh chị nha, ăn nhậu cho cố vô bị viêm loét dạ dày là người ta phải uống cái này. Đấy, sâm nghệ mật ong đó, cái này sâm nghệ mật ong này đó các chị thấy không? Sâm nghệ mật ong Mama Tree của Hàn Quốc đó. Ui dồi, rớt.
mình làm cái gì mình phải ưu tiên sức khỏe hàng đầu. Các anh chị cần mua một đôi giày tập thể thao để hàng ngày dành ra 20-30 phút tập thể thao. Định đi cà phê thì nhớ rằng hôm nay mình chạy bộ một vòng chưa, mình tập thể thao cho nó ra mồ hôi, nó thải độc nha mấy chị nha. Em nói các chị có thể nghe thấy chán, nhưng mà em chỉ nói về cái mà chúng ta cần phải quan tâm đến cuộc sống của chính mình. Không ai sống thay mình, cũng không ai gọi là đau thay mình, cũng không ai chịu đựng tổn thương thay mình. Em là tại sao mà em giác ngộ được điều này? Khi mà em càng ngày càng béo, em thở bị mệt, người em ra mồ hôi rất là mặn, và cái mùi mồ hôi rất là đậm, cái mùi mồ hôi gọi là khắm khắm đấy, là em hiểu cơ thể em do ăn nhậu quá nhiều, nạp vào cơ thể mình quá nhiều những cái protein, những cái chất gọi là thịt cá các thứ, nó bị thừa chất, nên cơ thể mình nó ra mùi mồ hôi rất nặng. Nên em đã quyết định đi đánh cầu lông. 3 ngày nghỉ này là đội cầu lông của em đang đi du lịch các nước. Ngày mai ngày mốt chúng ta về em lại oánh. Ngày nào em cũng dành ra 2 tiếng để chơi thể thao. Em có thể vẫn béo như một con trâu, bởi vì chuẩn bị sau đây đây là em đi nhậu khoảng 20-30 lon bia. Mình muốn ăn muốn nhậu, em đi đánh thể thao chỉ để mình phục vụ cho nhu cầu mình nhậu được thôi. Mình phải đào thải, rồi sao đêm về em uống cái này, trà thải độc giảm cân. Em có thể không còn ngon như ngày xưa nữa về body, nhưng em đảm bảo sức khỏe của em đang chỉ số rất tốt. Nên các anh chị mua gì em cũng mợ lời hết á. Nhưng mà chúng ta nên đầu tư cho sức khỏe nha. Đầu tư cho sức khỏe là cái các anh chị cần làm. Đó. Em chỉ tâm sự vậy thôi. Em nói thế các anh chị có đồng tình không vậy? Hay là em nói sai? Em nói vậy các anh chị có đồng tình không? Em nói sai mà các anh chị im lặng. Em nói sai à? Hay các anh chị thấy em nói là xáo rỗng? Em nói bằng cái chân thành của em đó. Đừng có chăm lúc nào cũng đi mua giày, dép, quần áo, túi xách để đeo lên người, mà quên mất đi cái trách nhiệm của mình là chăm sóc sức khỏe. Vì nếu như chúng ta không có sức khỏe, chúng ta không chăm được con chúng ta, chồng chúng ta, bố mẹ chúng ta nha. Mà khi chúng ta gục xuống, chúng ta là gánh nặng cho gia đình đấy. Hãy luôn nhớ rằng chúng ta phải là người có trách nhiệm với chính mình, với sức khỏe. Và chúng ta hãy là người đi chăm sóc cho người thân của mình, đừng để người thân của mình chăm sóc mình. Nếu ai cũng có tư duy như vậy thì chúng ta sẽ là chăm sóc lẫn nhau, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Ok Hương Lê, em nhắn tin Zalo chờ chị tí, chị trang điểm xong tí chị trả lời. Giống như mình ấy, đầu tư cho con cái cũng vậy. Đầu tư cho con cái những cái vitamin để cho nó thông minh, lanh lợi, học giỏi. Thời buổi này không có học thức, không xin được việc làm đâu các anh chị. Chả nhẽ mình đi làm cu ly hoài. Đời chúng ta đã làm cu ly rồi, xong đời con chúng ta thế nào? Em phải cố gắng lao động kiếm tiền để nuôi con em, để cho nó gọi là đầy đủ này kia. Ăn cơm xong chưa con gái? Ừ, mẹ thấy ăn hơi lâu đấy, quá 30 phút rồi. Hoa Anh Thảo, em đang cho bé bú uống bình thường em. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dịu dàng đến mấy cũng như là mây. Em là hai người xa lạ. Cái má ông này số 02 nha. Má ông số 02 nha mấy chị. Nhiều người hỏi em cái má ông số mấy đây này. Hôm nay hỏi mọi người hỏi mình nhớ này, số 02. Màu má ông quốc dân đây mấy chị. Em chỉ bán những cái mà em dùng nhá, mà những cái màu em đánh nó rất là tươi. Tươi kiểu mà gọi là sang sang đây, nó không bị gọi là ố dề. Bây giờ không ai đi đánh cái má hồng gọi là hồng 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 Umiller cả. Người ta dùng cái má hồng cam cam này này, nó phệt với màu da mình. Đó. Cái hộp má hồng này các chị dùng luôn là màu mắt dùm em. T
tiết kiệm, chả bị gì phải khổ. Nhà em cũng có màu mắt đấy chứ, nhưng mà em vẫn cứ xui các chị là mua hộp màu hồng này đánh thành màu mắt luôn, cho tiết kiệm mấy chị ạ. Trẻ không đấy, má hồng thành màu mắt luôn. Những cái người mà trang điểm kém kém như em ấy chỉ có thế này thôi. Các chị xem bộ hình lúc đi Nhật chưa? Em tự make up đấy, tự chải tóc để đi diễn. Ngày xưa làm mấy cái đấy giỏi lắm, dễ lắm. Giờ thì bị lụt nghề. Mười mấy năm rồi không đi diễn. Sau này công nghệ phát triển với cả mình có điều kiện kinh tế hơn thì mình mời các bạn make up chuyên nghiệp về làm cho mình cho đẹp. Đó. Nhiều khi á, em là thuộc cái dạng là mải chơi ham vui. Gì với con gái? Cái gì được trèo lên nói chuyện nào? Trèo lên. Nói trèo lên nói cái gì? Nói to, học cái học cái nói to lên nào. Con đang làm bài sai, bây giờ con ra con sửa xong rồi vô tờ giấy giấy lại rồi con làm con viết những cái này ra xong rồi con tự làm thử lại cho mẹ xem. Bây giờ nè. Dạ. Con sẽ dùng một cái bút. Dạ. Một cái bút màu khác. Con có bút màu lai nhiều màu mà. Con ghi, con sẽ ghi cái giống như bây giờ cái chỗ này con khoanh đúng không? Dạ. Xong con dùng cái bút lai màu ấy, con vạch vào cái đấy là để biết kết quả mới con khi con làm. Ok chưa? Dạ. Mà con chưa chấm điểm tại vì là con bị sai nhiều quá, con không biết chấm điểm thế nào, con cũng không hiểu luôn. Thì con bảo là con chấm lại không đi cô. Đấy, mới vào năm học, đang đi học ôn mà làm sai bài, cô giáo không biết chấm điểm thế nào luôn. 10 câu mà sai 4 câu, 5 câu, 6 câu. Nhưng mà em không tạo áp lực như mấy chị. Kiến nhà em năm vừa rồi học sinh giỏi xuất sắc. Nhưng riêng một mùa hè là không cho đi học thêm. Cả một mùa hè em chỉ cho Kiến đi du lịch và đi chơi. Bởi vì em quan điểm ấy là con nít nó phải có tuổi thơ. Mình đừng nhồi nhét con học nhiều. Nhưng khi vào năm học là phải gò, rèn. Học ra học mà chơi ra chơi. Mà nhà em được cái là nó có cái gen đó chị. Cái gen nhà em là gen học toán dốt. Cái gen nhà em với chị. Đấy, các chị thấy không? Ui trời, rớt cái gì vậy trời. Đấy, lông mi trổi xể đấy chị dòm ấy. Em dùng 1 năm là tưng đây cái mascara. Dùng 1 năm mà tưng đây cái mascara đây mấy chị. Nó dòm ấy. Cái cây này này, cái cây tím với cái ngạch tím này này là dày dài cong mi. Còn cái cây này chỉ là dài và cong mi. Đó. Đây, trời ơi ta nói. Thấy chưa? Lông mi trổi xể mà mấy chị. Cái lông mi trổi xể thẳng đuỗn ra. Nên bắt buộc. Đó. Là phải chuốt mascara đấy. Con Kiến nó nghịch thế này đây làm cho cái tóc mình tùm lum ra rồi. Bực bội thật sự luôn. Nhiều khi con mình nghịch một táng cho một trận ấy. Đó. Cái cây volume này này. Em đang giảm giá như 380.000 còn 280.000 nha. Cây Maybelline này của Mỹ nha. Em bán hàng Mỹ không bán hàng Campuchia và Trung Quốc nha mấy chị. Cây này đảm bảo mấy chị đi đánh mascara, đi đánh gen khóc không bao giờ trôi. Các chị thấy cái việc mà đi đánh gen á, các chị nghĩ rằng có nên đi đánh gen không? Em là một người có một cái quan điểm này nhá. Trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng ấy, nếu mà mình biết chồng mình có bầu thì chả việc gì phải đánh ghen cả. Nghỉ khỏe, mình lại có cơ hội đến với người mới. Chả hơi đâu cả. Thủ tiết chờ chồng. Không hơi đâu như mấy chị. Còn em nói thật các chị này, các chị đánh ghen ấy,
em cấm các chị có ý tư duy dẫn con mình đi nha. Em cực kỳ không hài lòng với một số chị đi đánh ghen mà vác theo con mình đi, nhất là con mình còn nhỏ. Nếu con các anh chị lớn rồi, 17, 18 tuổi, nó hiểu chuyện. Vì lúc đấy là nó hiểu chuyện, nó hiểu vấn đề. Các anh chị dẫn con mình đi làm chứng ok. Có rất nhiều chị đi đánh ghen, dẫn con mình 6, 7 tuổi, 8 tuổi, 3, 4 tuổi, 5 tuổi đi đánh ghen, để cho con mình nhìn thấy cảnh chồng mình một là ôm ấp ân ái bảo vệ người tình. Như thế là các chị bị ngờ u ngu. Chỉ có những con đàn bà ngờ u ngu mới dẫn con mình đi đánh ghen. Thứ nhất là trong những cuộc ẩu đả đánh ghen, biết chuyện gì xảy ra, nó va chạm vào con mình, rồi xô ngã con mình, thấy mình đánh ghen với chồng, rồi chồng ẩn mình ngã mình, con mình nó nhảy vào nó bênh bênh mẹ, rồi ẩn con mình, nhỡ con mình cũng bị ẩn thì sao? Các anh chị ok, con cứ để ra kia tí mẹ học, mẹ kiểm tra. Dạ, con biết rồi ạ. À. Bây giờ con nhìn mấy cái bài này con làm lại được nhớ. Ok. Nên là các chị đừng có bao giờ để mình ở cái trạng thái ngờ u ngu đấy nha. Đánh ghen, mẹ thích có thật nhiều tiền. Chi tiền cho bánh chết mẹ chúng nó đi, thằng Ngô con đi đi. Còn đừng bao giờ vác cái thây mình đi. Khóc là một, gào thét chửi bới là hai, dẫn con mình theo là ba. Cái đấy là chỉ thể hiện là cái tâm mình quá kém thôi. Khi mà mình phát hiện ra chồng mình nó ngoại tình, việc đầu tiên các chị là chuẩn bị kỹ lưỡng con đường, dọn sạch tài sản, cao chạy xa bay. Hơi đâu mà đi anh ghét. Ghen tuông gì tầm này. Sợ thật, có nhiều bà dẫn con đi để xem mẹ bắt ghen bố tại trận, là bố ở với người đàn bà khác để làm gì. Các chị chỉ cần quay lại cảnh nó ân ái với cái con đó, hay nó ở trong phòng đó con đó, và nói rằng là ngày hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu, tôi bắt gặp ông đi với người đàn bà khác phản bội mẹ con tôi. Cái clip đó để làm gì? Để sau khi con mình nó lớn trưởng thành, cho nó xem nếu như nó đòi hỏi là tại sao mẹ không cho con gặp ba con. Hãy cho nó xem, cho con mình nó xem cái clip đó, để nó hiểu vào ngày tháng giờ đó năm đó mẹ bị ba con phản bội. Chứ đừng bao giờ dẫn con mình đi đánh ghen, ngu. Bởi vì không biết chuyện gì đâu các chị. Trong cái sự ẩu đả xô đẩy ấy, nó ẩn con mình, nhớ con mình ngã mẹ vào cái cạnh bàn, đập mẹ đầu cái cạnh bàn thì sao? Điên à? Chào Thấm Huỳnh, em thấy đúng không? Vừa xem cái clip đánh ghen dẫn con mà con mới có khoảng 7-8 tuổi. Coi coi như con kiến ấy. Đứa con trai. Xong rồi là ẩu đả ẩn nhau ở cái cửa. Rồi thế này thế nọ, gào lên như chó dại chó điên để làm gì? Nó không giải quyết vấn đề gì, nó chỉ thể hiện là các chị thất bại thôi. Người đàn bà bản lĩnh là người đàn bà chấp nhận buông bỏ mọi chuyện, chỉ giữ lại đứa con thôi. Nên khi mình phát hiện ra nó ngoại tình, các chị làm ơn tìm cách cuốn gói tài sản cao chạy xa bay cho em nha. Mẹ tìm mọi cách làm sao để tẩu tán tài sản về với mẹ con mình. Rồi kệ mẹ thằng Ngô con đi đi đâu đi, bố mình cứ ôm tiền. Vớ vẩn. Mình mà là người có tư trọng, mình là người có trí tuệ, đừng để con mình nó nhìn thấy cảnh bố mình gian díu với người phụ nữ khác. Bởi vì ngay trong chuyện ly hôn của người đàn ông và người đàn bà thì đó là chuyện của hai người lớn với nhau. Con của chúng ta sẽ phải luôn giữ cái trạng thái tốt đẹp nhất về cha nó và mẹ nó. Đừng bao giờ để cho con của mình nó nhìn thấy những cảnh cha mẹ nó sai về nhau. Còn sau này nó lớn, 17, 18 tuổi, nếu nó có nhu cầu hiểu vấn đề là vì sao cha mẹ chia tay và ly hôn, và vì sao mẹ không cho con gặp ba con, thì hãy cho nó xem clip đó. Khi nó lớn nó sẽ hiểu. Còn khi nó nhỏ, cái đó nó sẽ rất ám ảnh cho con mình. Bởi vì sao hàng ngày đến trường, nó đi học, nó thấy ba mẹ của các bạn nó
đi cùng nhau ôm nó, ôm bạn bè của nó, đón bạn bè nó. Còn mình thì chỉ có một là mẹ, hoặc hai là ba, hoặc ba là bà, hoặc bốn là ông. Và nó trong đầu nó nghĩ là nó là một đứa trẻ bất hạnh. Các chị, nó sẽ nghĩ nó là một đứa trẻ bất hạnh vì nó không có đủ cha lẫn mẹ yêu thương nhau. Ngay cả khi các chị các anh chia tay nhau, hãy luôn nói với con mình những lời tốt đẹp về cha của nó và mẹ của nó. Trong thời điểm chúng nó ít nhất nha là dưới 15 tuổi. Bởi vì trên 15 tuổi đến 16 tuổi là chúng nó bắt đầu đã nhận thức được chuyện thế nào là yêu đương và hạnh phúc gia đình. Lúc ấy là cái trí tuệ chúng nó phát triển, cái lơ rom thần kinh về chuyện trai gái yêu đương thích nhau nó đã phát triển rồi. Mà nếu nó có nhu cầu hãng nói, còn không thì gọi là mồ sâu chôn giấu nhá. Còn các bà đừng có ngu. Bởi vì chính chúng ta là cha là mẹ, chúng ta không giữ được hôn nhân cho nhau là do chúng ta, không phải do con chúng ta nha. Chúng ta không giữ được hạnh phúc để bền chặt là do cả vợ lẫn chồng, không phải do cái số, cũng không phải do hết duyên. Và trong cái sự ly hôn ấy, cả đàn ông lẫn đàn bà đừng có chỉ đổ tội cho đối phương. Đàn bà mà bị ly hôn thì phải trách bản thân mình trước, xem mình đủ tốt chưa. Đừng nghĩ rằng mình hy sinh mọi thứ vì chồng mà mình lại bị như vậy. Bởi vì có khi những sự hy sinh của các chị nó chưa đủ để níu giữ người đàn ông. Đôi khi cái người đàn ông của các chị ấy, họ sẽ cần nhiều hơn thế, hoặc cần những sự hy sinh ở những mảng khác, chứ không phải chỉ đâm đầu vào nội trợ nha. Người đàn ông không phải người đàn ông nào cũng thích người phụ nữ của mình đâm đầu vào chợ đâu các chị. Đâm đầu vào nồi niêu xong chảo đâu các chị. Đôi khi người đàn ông, có những người đàn ông nha, người ta có tiền, người ta muốn vợ người ta làm cho mình đẹp mặt nơi đông người, muốn vợ người ta phải chỉnh chu đi đến xuất hiện chỗ đông người, thì lại lấy phải những cô vợ chỉ thích ở trong nhà chăm con, chăm chồng, chăm bố mẹ chồng, và nghĩ đấy rằng là sự hy sinh của tôi, tôi sẽ ở nhà lo hậu phương. Nhưng chưa chắc cái sự lo hậu phương đấy người chồng người ta cần, vì người ta có tiền, có thể thuê người khác, có thể đi chăm sóc gia đình người ta, lau chùi nhà cửa cơm nước, đúng không ạ? Nên là phải nhớ, khi xảy ra cãi vã hôn nhân và ly hôn, việc đầu tiên cả nam lẫn nữ, cả hai đối phương đều phải nghĩ xem mình sai đúng ở đâu. Đừng đổ tội cho đối phương. Em là tính đàn bà, người đàn bà tính đàn ông, em không đổ tội đâu. Mình chưa ra gì thì mới để cuộc hôn nhân vụt mất nha. Tôi sợ mấy má đi đánh ghen lắm. Đi đánh ghen xong dẫn con theo, con lại mấy mẹ. Mấy mẹ ăn gì con cúng, ăn gì con cúng. Quán cây son ma mô đê số 23 này. Giờ đến giờ đi nhậu như mấy mẹ. Xịt miếng nước hoa thơm thơm, cỏ cây hoa lá. Chai nước hoa này bà chị bà tặng, bà Hà Múc bà tặng, bà Sở Kinh Kỳ Lê và Nguyễn Lê Hiền bà tặng. Đi nha mấy chị, mua gì inbox em. Nhà em có nhiều món đồ chơi lắm mấy chị. Em nói mấy chị có thấy em nói đúng không? Hay là em nói sai mấy chị? Em chỉ chia sẻ quan điểm của em như vậy đó. Em nói thật, em là không bao giờ tự tin vào bản thân mình về trong hôn nhân đâu, vì em chả giỏi. Nhưng mà em thấy là cuộc sống của em sống theo chủ nghĩa cá nhân, em sống cho em trước, em sống vui cho em trước, mấy chị hiểu không? Em chả hơi mẹ đâu mà em gọi là thờ chồng, quên đi. Em thờ cha, thờ mẹ em đi kìa. Em chăm cha, chăm mẹ, chăm con em đi kìa. Đây bà Kiến đây, bà làm tóc của tôi đây. Khổ thật sự. Em đi nha mấy chị. Em đi nhậu nha mấy chị. Bỏ mẹ rồi, trời mưa bắt được taxi không trời. Đó. Đôi khuyên tai ở nhà có bán nha mấy chị. Đôi khuyên tai nhà, đeo đôi khuyên tai được không? Nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thế nhỉ. Nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi mấy chị. Đó, đôi khuyên tai nhà bán. Các chị mua gì nhắn tin em nha. Em đi nhậu đây. Chị mẹ phải đi xịt lại. Con Kiến này khổ thật sự đấy.